trên một chuyến bay dịch vụ. Nơi này là hầm đựng hành lý phía dưới máy bay. Có hai người đàn ông đang chia nhau ra tìm kiếm một thứ gì đó, có vẻ như họ đang rất lo lắng và thận trọng. Ông dâu đen xách ra một chiếc túi, ông dâu trắng phát hiện ra gì đó rồi vội vàng ngăn lại. Họ ngửi thấy một mùi gì đó rất nặng tỏa ra từ trong vali. Họ thận trọng đặt chiếc vali xuống đất rồi từ từ mở ra. Thì ra bên trong là một quả bom tự chế, sát thương của nó không quá lớn, nhưng cũng đủ để gây thiệt hại cho chiếc máy bay. Ông dâu trắng đề ra kế hoạch, đó là họ sẽ xếp những chiếc vali xung quanh quả bom để giảm thiểu sát thương khi nó phát nổ, còn ông dâu trắng sẽ cố gắng gỡ quả bom. Trong khi đang xếp những túi đồ thì chiếc máy bay rung lắc mạnh, bỗng tiếng bom hẹn giờ phát ra, hóa ra trong chiếc túi ông dâu đen cầm cũng có một quả bom. Ông ấy đã vô tình tác động mạnh khiến quả bom kích hoạt, bùm, tiếng nổ gây ra chấn động mạnh làm cơ trưởng và cơ phó hoảng hốt. Vì không kịp xử lý, ông dâu đen đã lấy thân mình ra che quả bom, nên ông dâu trắng mới may mắn sống sót. Ông ta quả là một người dũng cảm. Hóa ra chiếc máy bay này đã bị gài bom từ trước. Vậy tại sao chiếc máy bay này lại bị đánh bom? Hai người đàn ông kia là ai mà lại đứng ra giải cứu chiếc máy bay này? Và liệu họ có thể giải cứu được những hành khách trên chuyến bay này hay không? Mời các bạn cùng xem video do review phim hay nhất tóm tắt nhé! Mở đầu bộ phim là khung cảnh một đội FBI đang đột nhập vào một khu nhà giam. Họ nhận được tin báo ở đây có sự xuất hiện của khủng bố. Đội trưởng với thân hình cao to đi đầu là đặc vụ Ricodit. Thấy FBI xông vào, hai tên trong phòng liền vớ lấy khẩu AK bắn tới tấp. Hai người sao đấu lại bốn người. Bọn chúng nhanh chóng bị hạ gục. Một tên đã nằm chầu trời. Tên còn lại thì đang bị thương và bất tỉnh. Bọn chúng đều đeo sợi dây truyền hình thánh giá. Rico chắc chắn những người này là người của tổ chức Pepdexum. Sau đó, anh ra lệnh cho cấp dưới thu dọn mọi thứ về cho anh, cả máy tính xách tay, các công cụ, điện thoại, tài liệu. Đồng thời họ cũng phát hiện ra một con số bí ẩn là 2191, nhưng không ai biết nó có ý nghĩa gì. Lúc này tên cướp bị thương kia tỉnh dậy, hắn ta tên là Ron, vì bị thương ở vai và cánh tay nên hắn không cử động được. Rico kêu mọi người đưa cho anh miếng vải hoặc áo để anh băng bó vết thương, vừa nói anh liền lấy khăn trên cổ ra băng cho hắn. Cấp dưới bảo anh băng làm gì cho mệt, nhưng ở đây chỉ có hai người, mà người kia đi xa rồi. Rico cần hắn sống để khai ra sự thật. Băng bó vết thương xong, anh hỏi hắn mục tiêu của họ là gì. Lưỡng lự chưa kịp nói, hắn nhìn sang thấy anh trai của mình không còn thở nữa, vẻ mặt buồn rầu đau đớn. Hắn đổ lỗi Rico giết anh trai của hắn. Rico nói ngu thì chết, bệnh tật gì, giờ mày khai ra thì sống. 2191 là gì và ở đâu? Đang gặng hỏi hắn ta thì đặc vụ Smith phát hiện hai bao hóa chất to bự được che dưới tấm vải trắng. Chỗ hóa chất này được dùng để chế tạo bom. Rico liên tục gặng hỏi nhưng hắn vẫn không chịu nói. Anh cho rà soát lại camera những người đã vào đây để tìm thêm manh mối. Một lúc sau, đặc vụ Smith tìm thấy một chiếc máy đo độ cao. Lý do gì chúng lại đo độ cao? Như Conan, Rico nghĩ ngay đến nó sẽ ở trên máy bay. Anh hỏi Ron, có thật sự nó ở trên máy bay không? Ron chơi trò tâm lý bằng cách bốc phét. Hắn nói mấy câu trong một bài thơ. Hắn nghĩ FBI làm đếch gì hiểu được mấy câu này. Nhưng hắn không ngờ đặc vụ Smith hiểu những gì hắn nói. Bởi vì anh ta đã từng dùng bài thơ này để viết luận văn. Con số 2191 giờ đây dường như không còn là một địa chỉ như suy nghĩ lúc đầu. Họ suy đoán có thể đó là số hiệu của một chuyến bay nào đó. Smith cho rà soát tất cả các chuyến bay lớn trong khu vực. Làm sao chúng có thể mang bom lên máy bay được trong khi nó nhạy cảm với độ cao? Rico hy vọng Ron sẽ cho mình câu trả lời. Nhưng hắn vẫn không chịu hé răng nửa lời. Suy nghĩ một lúc, đặc vụ Smith không nghĩ ra được gì liên quan đến con số 2191. Bỗng anh nghĩ đến Canto, một vở hài kịch thánh thần. Bài thơ ra đời vào ngày 24 tháng 3 năm 1300, và đó là ngày hôm nay. Rico lập tức ra lệnh liên hệ với TSA và JFK, yêu cầu họ rà soát tất cả các ID giả đã tìm thấy thông qua nhận dạng khuôn mặt. Rico muốn biết các đặc vụ của đội mình có ở đó ngày hôm nay không. Rico sau đó gọi cho cấp trên Frank Wolf. Anh báo cáo rằng mình đã tìm thấy vật liệu và thiết bị chế tạo bom, và anh đang nghi ngờ có một chuyến bay số 2191 sẽ bị đánh bom trong ngày hôm nay. Trong lúc Rico đang báo cáo thì đặc vụ Smith đã tìm ra được thông tin, đó chính là chuyến bay JFK của Costa Air. Chuyến bay số 2191 đến Santo Domingo, khởi hành lúc 8 giờ sáng, vậy chỉ còn 3 phút nữa thôi, họ phải hạ chuyến bay đó ngay lập tức. Lúc này ở sân bay, chuyến bay 2191 của JFK đang tiến hành làm các thủ tục để chuẩn bị cất cánh. Nữ tiếp viên với hai lúm đồng tiền đang giúp đỡ các hành khách của mình lên vị trí ngồi. Bỗng có một hành khách tên Larry đi tới. Anh ta nói mình mắc chứng sợ độ cao, yêu cầu đổi chỗ ngồi vì anh ta không muốn ngồi cạnh cửa sổ. Anh ta còn nói mình sẽ bị ngạt khi không thể đứng dậy di chuyển xung quanh. Đang lúc nữ tiếp viên không biết xử lý thế nào, một hành khách ngồi ghế hạng nhất với mái tóc bạc trắng giải vây cho cô. Người đàn ông này là Taylor Garrett, một quân nhân đã nghỉ hưu. Ông đến Santo Domingo để tham dự đám cưới của con gái mình. Thấy tình hình như thế, anh ngỏ muốn ý đổi chỗ cho anh chàng kia. Người đàn ông kia phấn khích cảm ơn, ôm ông lia lịa như vừa vớt được vàng. Nữ tiếp viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ trưởng cho ra tín hiệu cất cánh.
Các tiếp viên hàng không thực hiện công việc hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn và các việc cần làm trước khi cất cánh. Cơ trưởng yêu cầu cất cánh từ trung tâm và nhận được lệnh có thể cất cánh ngay lập tức để tránh cơn bão sắp đến. Lúc này, trung tâm JFK cũng đã nhận được thông tin phải hủy bỏ chuyến bay 2191 vì nghi ngờ có bom trên máy bay. Khi máy bay đạt tới độ cao 1.300 feet thì có thể quả bom sẽ tự động phát nổ, nhưng vì chuyến bay đang trong quá trình cất cánh nên không thể hủy bỏ. Nếu muốn hủy thì máy bay phải hoàn thành quá trình cất cánh, sau đó mới bay quay trở lại. Trung tâm thông báo đến cơ trưởng sự việc có bom trên máy bay và họ cần phải duy trì máy bay ở độ cao an toàn dưới 1.300 feet. Lúc này máy bay của họ đang đạt vận tốc 230 hải lý một giờ rồi, chỉ còn 20 giây nữa thôi sẽ đạt 1.300 feet, 800 feet rồi 900, 1.000, 1.200. Cơ trưởng cố gắng cân bằng độ cao dưới 1.300, nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như vậy. Phía trước họ xuất hiện một tòa cao ốc cao như Landmark 81, họ buộc phải bay cao hơn nếu không muốn đâm vào đó. Chiếc máy bay rung lắc nghiêng dữ dội, hành khách thấy vậy thì vô cùng bất an. Anh chàng Larry khi nãy cố trấn an bản thân cũng như mọi người. Chúng ta sẽ không chết đâu, không chết đâu. Cơ trưởng bị đưa vào thế khó, bay vượt độ cao cũng chết mà không vượt thì cũng chết. Cuối cùng, cơ trưởng đành nâng độ cao để bay qua tòa nhà cao. May quá, tất cả đều không sao, quả bom không hề phát nổ. Trở lại mặt đất, Ron liên tục nói văn vở đạo lý. Hắn nói chỉ muốn tiêu diệt cái ác, rồi giải thích ý nghĩa con số 2191 trong Kinh Thánh. 21 là số của tội lỗi, sự nổi dậy, sự bất tuân của Đức Chúa Trời. Còn số 91 là bảo vệ lời cầu nguyện đối với ma quỷ. Hắn liên tục thách thức Rico sẽ không thể ngăn lại kế hoạch này, rồi anh sẽ thấy những điều sắp xảy ra. Nói xong, hắn chút hơi thở cuối cùng rồi đoàn tụ với anh trai mình. Nhưng điều khó hiểu là không có hành khách nào đáng ngờ trên máy bay. Tất cả đều đã được xác minh danh tính rõ ràng. Vậy ai đã mang bom lên máy bay? Lúc này trên máy bay mang số hiệu 2191, nữ tiếp viên hàng không nhận thấy điều bất ổn. Cô liên tục trấn an hành khách. Anh chàng sợ độ cao nghi ngờ kinh nghiệm của các cơ trưởng. Cô tiếp viên giới thiệu cơ trưởng Curtis đã có hơn 7.000 giờ bay. Sĩ quan binh nhất Miss là trung úy trong lực lượng không quân và hiện là phi công huấn luyện đang ở vị trí cơ phó, nên anh cứ yên tâm. Nói xong, nữ tiếp viên vào hỏi thăm cơ trưởng về tình hình đang xảy ra. Khi biết được tình hình, cô quay về khoang bếp lo lắng hoang mang. Trên máy bay cũng có sự hiện diện của cảnh sát trưởng không quân. Ông thấy sự việc đang không mấy khả quan. Ông vào hỏi tình hình rồi trấn an nữ tiếp viên. Trước mắt họ phải tìm thử xem có thứ gì đáng ngờ không rồi tính tiếp. Ra ngoài, ông nhìn thấy hàng ghế trước có một hành khách khá là khả nghi. Nữ tiếp viên lúc này đang kiểm tra mọi thứ nhưng chưa phát hiện ra điều gì. Ở mặt đất, Rico đã nhận được video có thông tin quan trọng. Anh gọi cho Frank Wolf nói rằng một trong số đặc vụ của họ là kẻ phản bội. Hắn đã có mặt ở sân bay sáng nay. Hắn đã hack vào hệ thống xác thực thông tin đăng nhập của sân bay bằng cách sử dụng một trong những ID giả tại nhà ga. Đây là kiểu dùng công nghệ AI để tấn công. Và thật không may, tên khủng bố chết vừa nãy lại là kỹ thuật viên lập trình hệ thống bảo mật cho họ. Lúc này họ mới nhận ra danh tính của anh ta. Sau khi điều tra, Frank Wolf gọi cho Rico nói, cảnh sát trưởng không quân đã gửi cho mình thông tin của các hành khách trên máy bay. Trong đó có một người là trung sĩ trưởng lục quân. Đội binh chủng số 71 đã về hưu. Ngay lập tức, Rico nghi ngờ quân nhân đó có liên quan đến vụ việc này. Trên máy bay, cảnh sát trưởng đang lục tìm trong các khoang để đồ xem có gì khả nghi không. Lúc này, trung sĩ trưởng lục quân là Taylor Garrett nhận thấy có gì đó bất ổn trên máy bay. Ông đi đến gặp nữ tiếp viên hàng không để nói chuyện. Cô tiếp viên mời ông vào khoang bếp. Anh hỏi cô tên kia làm gì mà lục tung các hộp vậy? Có cảnh sát trưởng hàng không ở đây chứ? Nữ tiếp viên chỉ cảm ơn vì tinh thần giúp đỡ và yêu cầu ông trở về chỗ ngồi. Lúc này cảnh sát trưởng cũng vào trong. Taylor Garrett nói rằng anh có thể giúp đỡ mọi người ngăn chặn mối đe dọa trên chuyến bay. Ông từng có kinh nghiệm với những mối nguy hiểm như này. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng không đồng ý, yêu cầu Taylor Garrett rời khoang bếp dù cho Taylor có nói gì đi nữa. Taylor quay lưng đi ra. Nhưng khi đi ra ngoài, anh ấy vẫn lục tìm trong các khoang để đồ. Thấy nữ tiếp viên nói ông ấy đã đổi chỗ ngồi hạng nhất cho một hành khách, cảnh sát trưởng quyết định điều tra Taylor và hành khách sợ độ cao kia. Sau khi điều tra, anh nhận thấy người này mặc dù bây giờ đã nghỉ hưu nhưng lịch sử của anh khá tốt và có nhiều kinh nghiệm. Đây là một gương mặt sáng giá có thể giúp đỡ họ trong trường hợp này. Ở phía bên kia, Rico đi cùng đồng đội đến gặp một cô gái, đó là thiếu tá Benning. Rico muốn tìm hiểu thông tin về một dự án AI bảo mật mà cô ấy từng tham gia. Lúc đầu cô ấy cố ý né tránh, vì trước đó đã có rất nhiều người đến hỏi cô về dự án này. Cô ấy nghĩ Rico cũng có mục đích xấu như họ. Smith thấy thế thì lên tiếng. Dự án Hatchet vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, đó là một chương trình trí tuệ nhân tạo quân sự. Rico cũng ra sức thuyết phục cô. Lúc này cô mới tiết lộ rằng mục tiêu của dự án là tối ưu hóa sức mạnh AI dành cho không quân, đó là sức mạnh tính toán, thâm hụt lòng tin và hiệu suất ở cấp độ con người. Điều đó sẽ giúp con người chế tạo ra một chiếc máy bay nhanh hơn, có tư duy thông minh hơn và không phải phụ thuộc vào phi công. Cô kể lại 10 tháng trước, cô và bạn thân cô là Demon đang trong một cuộc xuất kích cung cấp hỗ trợ trên không cho các chiến binh nổi dậy trên mặt đất, nhưng bạn cô không may đã bị bắn hạ bởi Volos. Volos là tên gọi của tổng thống Athos, một kẻ tàn bạo và cũng là một tên đồ tể. Không khí trở nên trầm lặng. Tất cả đều xót xa cho cái chết của Demon.
Lúc đó máy bay của họ đã được cài công nghệ Hattrick, nhưng khi bắt đầu nó đã gặp trục trặc, và trong lúc sơ suất nó đã bị lực lượng không quân của Volos bắn hạ. Cô đã báo cáo với cấp trên từ đầu là nó chưa hoàn thiện, cần thử nghiệm thêm nhưng không ai chịu nghe. Và thế là từ lúc xảy ra tai nạn đó, cô không còn tham gia trong dự án nữa, nhưng nực cười rằng, Lầu Năm Góc vẫn nói dự án là ưu tiên hàng đầu hay là đầu hàng không biết. Lúc này Rico nói về sự việc máy bay 2191 đã trở thành mục tiêu của tổ chức cực đoan Pepdexum. Những người này bị trục xuất khỏi đất nước của họ và đang ở Volodyzka. Anh ngỏ ý muốn cô giúp đỡ để giúp chiếc máy bay hạ cánh an toàn, đồng ý giúp đỡ. Thiếu tá Benning dẫn Rico và Smith đến gặp cơ trưởng không quân. Cô báo cáo tình hình về vụ đánh bom trên một chiếc máy bay thương mại và nhóm khủng bố đã sử dụng AI cấp quân sự để vượt qua hệ thống an ninh. Benning nói những kẻ đánh bom có quan hệ với Volesin khiến cơ trưởng không quân chú ý. Benning và cơ trưởng đồng ý lái phi cơ ra hộ tống chiếc máy bay, giúp đỡ FBI trong quá trình phá án. Lúc này trên không, trung sĩ Taylor Garrett vẫn đang tìm những thứ đáng nghi. Cô tiếp viên hàng không đi tới gọi ông vào nói chuyện. Cảnh sát trưởng bắt tay ngỏ ý muốn hợp tác nhưng Taylor lại tưởng bắt anh ta. Nhưng khi nghe cảnh sát trưởng nói kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của anh có thể giúp mọi người lúc này nên anh đã đồng ý hỗ trợ mọi người. Đầu tiên chúng ta phải tìm IED, nó là thiết bị được tạo thành từ các vật dụng vô hại. Khi nó kết hợp sẽ tạo một vụ nổ có sát thương nghiêm trọng. Ba người cùng nhau bắt tay vào tìm. Mỗi người mỗi góc, cả trong bồn cầu cũng không bỏ qua. Khi thấy ba người có những hành động khó hiểu thì những hành khách còn lại cảm thấy bất ổn và lo lắng. Nữ tiếp viên đến xin phép cơ trưởng và cơ phó về việc xuống dưới kiểm tra hành lý. Cô giới thiệu quân nhân Taylor sẽ tham gia giúp đỡ. Cơ trưởng có vẻ nghi ngờ người này, nhưng nữ tiếp viên khẳng định anh ấy là trung sĩ và có kinh nghiệm. Ít nhất anh ấy đã được đào tạo về những tình huống này. Nghe có vẻ hợp lý nên cơ trưởng đồng ý, nhưng họ chỉ có 10 phút để tìm. Cảnh sát trưởng và trung sĩ lấy chìa khóa đi vào phòng tắm mở cửa xuống hầm. Hai máy bay quân đội của Benning đã đến ứng cứu. Các hành khách hoang mang khi thấy sự xuất hiện của máy bay chiến đấu. Lúc này, ở dưới hầm, hai người đang kiểm tra đống hành lý. Đang lục tìm thì cảnh sát trưởng lấy được một túi hành lý đáng nghi. Trung sĩ ngửi thấy có mùi acetone. Nó là chai acetone chip peroxide trong ngòi nổ. Nào đừng làm rớt nó nha. Từ từ nhẹ nhàng đặt xuống, vậy là cái túi này không qua bảo vệ. Nó đã được mang lén lên. Trung sĩ từ từ mở túi ra thì bên trong chính là một quả bom tự chế. Hai người họ cần chất đống vali xung quanh quả bom để tạo thành rào chắn, nhằm giảm thiểu thiệt hại. Nhất định không được cho thứ gì tác động vào nó, không là chúc bé ngủ ngon luôn. Lúc này trung sĩ gọi điện báo bên ngoài, anh thấy nó đang tìm tín hiệu. Thì ra quả bom này được cài đặt hệ thống cảm biến. Nếu chiếc máy bay hạ cánh thì hệ thống cảm biến sẽ kích hoạt quả bom. Taylor lập tức yêu cầu cơ trưởng không được hạ cánh. Cơ trưởng bên ngoài cũng hoang mang. Ông thông báo đến trung tâm rằng không thể hạ cánh. Trung tâm nói họ cần duy trì độ cao để tìm ra hướng giải quyết. Lúc đang sắp xếp các hành lý để làm rào chắn, cảnh sát trưởng đã vô tình đụng vào vali có bom. Không kịp rồi, một tiếng bùm, người cảnh sát trưởng nổ tung. Nghe thấy tiếng động, nữ tiếp viên liền hỏi tình hình bên dưới. May mắn Taylor vẫn còn sống. Thì ra những quả bom được điều khiển từ xa. Nữ tiếp viên thông báo cho Taylor cơn bão đang đến gần phía họ. Taylor thấy tình hình đang dần xấu đi nên cố gắng vô hiệu hóa quả bom. Được rồi, nó đã dừng phát tín hiệu. Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này máy bay cũng đi qua cơn bão an toàn. Tiếp viên trở lại gọi Taylor, nhưng máy bay sắp hết nhiên liệu, chỉ còn 30 phút nữa máy bay sẽ phải hạ cánh. Nhưng Taylor nói còn những quả bom khác có thể phát nổ. Anh cũng nói về cái chết của cảnh sát trưởng. Ông ấy vô tình cầm phải một chiếc túi chứa bom khác, và ông ấy đã lấy mình che bom. Lúc này cơ trưởng bảo anh có kinh nghiệm bay 8 năm anh sẽ cứu được chiếc máy bay. Taylor cũng bảo anh có kinh nghiệm gỡ bom 12 năm cũng không biết có qua được cơn nguy này không nữa. Taylor đề ra một kế hoạch. Đầu tiên, phải hạ cánh tốc độ nhanh nhất để tránh ma sát, vì không biết chúng đặt thiết bị ở những chỗ nào trên máy bay, và anh sẽ ném chúng qua máy bay bay qua đại dương. Nữ tiếp viên hoảng sợ nhưng vẫn tin Taylor sẽ làm được, vì bây giờ không ai còn ai ngoài anh ấy có thể giúp được chiếc bay ngay lúc này. Lúc này trên không có một máy bay không xác định bay rất nhanh tới. Hai máy bay của đội Benning đã ngắm thấy mục tiêu tên địch, tên lửa phóng ra bắn vào hắn. Nhưng chiếc máy bay đó đã dễ dàng né được, nó liên tục bay vòng vòng né những đợt tấn công. Bắn lần thứ nhất, lần thứ hai không trúng. Nhưng lần thứ ba họ đã bắn chính xác, chiếc máy bay địch nổ tung, đã tiêu diệt được kẻ địch. Lúc này Taylor trở lại trong máy bay tìm những vật dụng cần thiết và dặn không cho ai vào trong. Các hành khách sợ hãi và tức giận không biết việc gì đang xảy ra. Cơ trưởng buộc phải thông báo cho hành khách biết sự việc bị đánh bom và cố trấn an mọi người. Lúc này anh chàng đòi đổi chỗ lúc đầu bị hoảng sợ, ngỡ rằng mình sẽ chết. Hắn làm loạn đập cửa đòi vào trong buồng lái. Taylor ra ôm hắn lại. Có một người đàn ông đến trấn an hắn. Taylor lấy băng dính dán hắn lại để hắn không làm loạn. Mọi người xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên quay lại để còn up lên mạng mà câu view nữa. Taylor mở túi của hắn xem có gì đáng nghi không thì không thấy. Ông chắc chắn hắn không phải kẻ đánh bom. Lúc này lại có hai máy bay lạ nữa đang tiếp cận 2191. Ở dưới hầm Taylor muốn tiếp tục gỡ bom. Anh nghĩ ra cách quấn những chiếc túi đựng đồ quanh người mình để giảm thiểu sát thương từ quả bom. Nên anh nhờ nữ tiếp viên dùng băng dính dán quanh người mình. Anh bắt đầu từ từ nhẹ nhàng lấy bom ra cái vali khác, rồi lấy quần áo đệm lên nó.
Lúc này ở dưới đất, Rico gửi thông tin đến cho tiếp viên hàng không. Một tên trong nhóm khủng bố là Peter Guren đang trên máy bay, thì ra chính là người đàn ông lúc nãy. Máy bay càng ngày càng rung lắc. Benning dùng tên lửa bắn chiếc máy bay lạ, thì ra chúng đã ăn cắp và sử dụng công nghệ AI của họ. Cô bắn thêm một phát chúng máy bay nổ tung. Taylor ôm vali, bây giờ là lúc ném nó ra khỏi đây. Lúc này tên khủng bố trên máy bay mang máy tính xách tay vào nhà vệ sinh để lấy tài liệu thì bị nữ tiếp viên hàng không thấy được. Hắn cố giải thích, hắn nói hắn không cố làm nổ máy bay, hắn chỉ cần máy bay để rời khỏi New York. Hắn nói đang có người săn lùng hắn, và hắn là người tốt. Hắn nói chế độ của Tổng thống tự trị Athos đã biến đất nước Volodyzka thành một nơi đầy ắp chiến tranh, và anh đang đấu tranh chống lại tên Tổng thống kia. Nhưng những lời này vô nghĩa với nữ tiếp viên, vì cô không hiểu tình hình chính trị của đất nước họ. Hắn lại tiếp tục van xin muốn lấy lại laptop, vì trong đó có email bằng chứng chống lại tên Tổng thống trước khi mọi người bị giết. Ngoài kia, một máy bay quân đội bị bắn hạ. Giờ chỉ còn Benning, máy bay 2191 đang bị tấn công, nữ cơ phó tập trung lái hết sức. Benning đã bắn hạ được máy bay lạ. Lúc này đã qua đại dương, Taylor bảo cơ trưởng mở cửa để anh ném bom xuống biển. Ngoài kia, mấy chiếc máy bay địch vẫn đang tấn công, nhưng máy bay địch lại bay vòng lại bắn đạn vào chiếc 2191. Cô tiếp viên nằm xuống la hét sợ hãi, cơ trưởng và cơ phó đã trúng đạn và hy sinh. Chiếc máy bay đang lao xuống, Taylor vội vã vào buồng lái thấy cả hai đã chết. Ông gọi báo trung tâm nhờ chỉ dẫn anh ta lái máy bay để hạ cánh, nhưng dường như cô ta cố hướng dẫn để làm rơi máy bay. Trung tâm nhận thấy bất thường nên liền bắt cô ta lại. Người bên trung tâm tiếp tục cử người khác hướng dẫn anh giữ tốc độ hạ cánh. Bánh xe lăn trên đường băng với lực ma sát mạnh, hành khách ai nấy đều sợ hãi. Máy bay từ từ giảm tốc độ. Vậy là cuối cùng họ đã may mắn hạ cánh an toàn, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này FBI lên hộ tống tên khủng bố Peter về nơi an toàn. Taylor cũng nhân cơ hội ngỏ ý mời nữ tiếp viên đi dự đám cưới của con mình. Có lẽ sẽ có một mối tình đẹp sau chuyến bay đầy gian nan này. Bộ phim đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và share, nhấn vào nút chuông thông báo để theo dõi những bộ phim hấp dẫn khác nhé.